Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình phát hình của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức của chúng tôi sẽ do Thanh Trúc và Lưu Mỹ Linh trình bày và sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới ngày hôm nay. Tòa án EU xem xét các cáo buộc sai phạm trong mua bán vaccine ngừa COVID-19. Vào ngày 8 tháng 10, Tòa án Công lý của Liên minh Âu Châu thông báo vào tháng tới sẽ bắt đầu xem xét các cáo buộc Ủy ban Âu Châu thiếu minh bạch thông tin trong việc đặt mua vaccine ngừa COVID-19. Vụ kiện tập trung vào các tin nhắn trao đổi trong giai đoạn cao điểm của đại dịch giữa Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen với ông Albert Bourla, giám đốc điều hành của hãng Pfizer, nhằm đạt được thỏa thuận đặt mua số lượng lớn vaccine cho EU. Nội dung cuộc trao đổi chưa từng được công khai mà do báo The New York Times công bố vào năm 2021. Phát ngôn viên của Tòa án Công lý EU xác nhận sẽ xem xét khiếu nại của The New York Times vào ngày 15 tháng 11 tới đây. Các bên sẽ có cơ hội trình bày luận điểm trong phiên tòa công khai, dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết sau vài tháng. Thưa quý vị, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, EU đã nhanh chóng hành động để bảo đảm có được vaccine cho người dân trong bối cảnh nhu cầu tăng rất cao trên toàn cầu. Ủy ban Âu Châu EC đã lựa chọn Pfizer làm nhà cung cấp chính. Tuy nhiên, nhiều yếu tố trong quá trình mua vaccine đã được bảo mật, dẫn đến những cáo buộc thiếu minh bạch và một số những vụ kiện tại Mỹ cũng như tại các tòa án của EU. Được biết, vào tháng 1/2022, cơ quan thanh tra của EU kết luận EC đã thiếu sót trong công tác quản lý khi đã không xác định được các tin nhắn và không công khai nội dung các tin nhắn này. Cơ quan này cho rằng cần phải tuân thủ quy định minh bạch thông tin của EU đối với các tài liệu chính thức, điều mà bà von der Leyen phản đối. Bản tin đến từ Canada cho biết 30 thiếu niên đã dụ dỗ một cô thiếu nữ ra bờ biển, đánh đập đến bất tỉnh và rồi quay phim. Theo tờ New York Post đưa tin, người cha cho biết là con gái của ông 13 tuổi đã bị một đám thiếu niên tấn công ở tại công viên Beach Park ở Kelowna thuộc về British Columbia. Sau khi một người bạn mời cô tới địa điểm để tụ tập vào lúc khoảng 8 giờ 30 phút tối. Khi đến nơi, cô gái yếu đuối đã bị khoảng 30 thiếu niên vây xung quanh và bắt đầu ghi hình cuộc cãi vã lời qua tiếng lại. Trung sĩ Laura Pollack thuộc về Sở Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết, nạn nhân bị xô té xuống đất, sau đó đã bị một số kẻ hành hung, đè lên người cô, đấm vào đầu và các nơi khác trên cơ thể, khiến cho nạn nhân bị bất tỉnh. Điện thoại của cô gái đã bị những kẻ đánh cắp, khiến cho cô không thể gọi điện thoại để cầu cứu. Theo lời của người cha, ông không biết vì sao mà con gái của ông lại bị hành hung. Nói rằng cô bé chỉ mới vào lớp 10 và không học chung với phần lớn những đứa trẻ khác ở trong vụ hành hung này. Cảnh sát Hoàng gia Canada đã lập tức tiến hành điều tra vụ tấn công sau khi xem xét chi tiết của đoạn phim quay lại vụ tấn công để nhằm nhận dạng ra tất cả các nghi can. Theo đài CTV News cho biết, có 3 đứa trẻ vị thành niên đã bị bắt giữ sau khi các nhà điều tra nhận dạng ra đó là một trong 5 kẻ hành hung tham gia vào vụ đánh đập. Trung sĩ Pollack nói rằng vì độ tuổi của các nghi can cho nên cảnh sát đã hạn chế công bố quá nhiều thông tin cũng như là yêu cầu các thiếu niên này phải ngừng loan truyền các đoạn phim về vụ hành hung. Theo báo The Washington Post ngày 8 tháng 10 tiết lộ, trong một chiến dịch bí mật do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện, phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon đã mua và phân phối máy nhắn tin có gài thiết bị nổ cực mạnh cho hàng ngàn thành viên của tổ chức này. Trước đó, xuất phát từ lo ngại kho vũ khí của Hezbollah ngày càng được bổ sung với hàng chục ngàn phi đạn dẫn đường chính xác, có khả năng tấn công các thành phố của Israel trong nhiều năm. Cơ quan tình báo Mossad đã nỗ lực thâm nhập vào nội bộ của Hezbollah bằng hệ thống giám sát điện tử và các nhân viên tình báo. Do Hezbollah rất cảnh giác với các nguy cơ bị Israel phá hoại, nên máy nhắn tin không thể xuất xứ từ Israel, Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào khác của Israel. Vì vậy, vào năm 2023, Hezbollah bắt đầu nhận được lời mời chào bán số lượng lớn máy nhắn tin mang nhãn hiệu Apollo của Đài Loan. Công ty Apollo của Đài Loan không biết về kế hoạch này và nhân viên quảng cáo cũng không hay các tin nhắn này được lắp ráp tại Israel dưới sự giám sát của chính Mossad. Theo nguồn tin của Washington Post, thành phần thuốc nổ đã được giấu kỹ đến mức hầu như không thể phát hiện, ngay cả khi tháo rời thiết bị này. Các giới chức Israel tin rằng Hezbollah đã tháo rời một số máy nhắn tin, thậm chí có thể sử dụng máy X-quang để kiểm tra nhưng đã không phát hiện điều bất thường.
Vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, hàng trăm ngàn máy nhắn tin mang nhãn hiệu Apollo đã đổ chuông hoặc rung cùng một lúc trên khắp Lebanon và Syria với một tin nhắn bằng tiếng Ả Rập có nội dung bạn đã nhận được một tin nhắn mã hóa. Tiếp đó, chưa đầy một phút sau, hàng ngàn máy nhắn tin khác cũng đã phát nổ theo lệnh từ xa, bất kể người dùng có chạm vào thiết bị này hay không, khiến cho 37 người đã thiệt mạng, khoảng 3.000 người bị thương, gây ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện ở Lebanon. Ukraine tuyên bố cắt đứt huyết mạch khí đốt giữa Nga và Âu Châu. Ukraine tuyên bố cắt đứt huyết mạch khí đốt, bất chấp việc hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine vẫn là tuyến đường quan trọng để cung cấp khí đốt của Nga sang Âu Châu. Ngày hôm nay, Thủ tướng Ukraine là ông Denis Shmyhal đã tuyên bố Ukraine sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Nga khi hết hạn vào cuối năm nay. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico và có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung cấp khí đốt cho Âu Châu. Tổng thống Ukraine ông Zelensky cũng khẳng định lập trường này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba thì nhấn mạnh Kyiv sẽ không đề nghị Nga gia hạn lại hợp đồng. Điều này diễn ra bất chấp việc hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine vẫn là tuyến đường quan trọng để cung cấp khí đốt của Nga sang Âu Châu. Thưa quý vị, phụ nữ nông thôn Indonesia bị lên án vì hôn nhân ngắn ngủi với khách du lịch. Một số phụ nữ trẻ và nghèo ở Indonesia đã có hàng chục cuộc hôn nhân chóng vánh với khách du lịch giàu có, khiến cho nhiều người lên án. Phuket ở vùng phía tây Indonesia là nơi có một ngôi làng cung cấp nhiều dịch vụ, thu hút nhiều khách du lịch từ khắp thế giới đến du lịch, đặc biệt là khách du lịch đến từ Trung Đông. Cũng tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kota Bunga, khách du lịch nam được giới thiệu với phụ nữ địa phương thông qua các cơ quan giúp họ kết hôn tạm thời. Khi cả hai đồng ý, họ sẽ tổ chức một buổi lễ cưới nhanh chóng, thân mật. Sau đó, người đàn ông phải trả cho người phụ nữ một khoản tiền sính lễ như một khoản đền bù. Người vợ sẽ ở với người chồng và làm việc nhà. Khi người chồng kết thúc chuyến công tác và rời khỏi đất nước, cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt. Theo tờ Los Angeles Times đưa tin, những thỏa thuận tạm thời như vậy được gọi là hôn nhân vui vẻ đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh ở Phuket. Kahaya nói với tờ Los Angeles Times rằng cô đã kết hôn hơn 15 lần và hầu hết chồng của cô đều là khách du lịch. Người chồng tạm thời đầu tiên của cô là một du khách ngoài 50 tuổi đến từ Ả Rập Saudi. Người đàn ông đã trả 850 Mỹ Kim, nhưng sau khi hai bên môi giới và người tiến hành hôn lễ lấy phần của mình, cô dâu chỉ còn lại khoảng một nửa số tiền. 5 ngày sau đám cưới, người đàn ông bay về nhà và họ đã ly hôn. Hôn nhân này cũng không được luật pháp Indonesia công nhận. Và việc vi phạm luật hôn nhân của Indonesia có thể dẫn đến phạt tiền, phạt tù và hậu quả về mặt xã hội hoặc tôn giáo. Một vụ sập mỏ xảy ra ở Zambia khiến ít nhất là 10 người tử vong. Cảnh sát cho biết ít nhất là 10 người đã chết và 5 người khác đã bị thương sau khi một mỏ khai thác than đá ở phía tây nam của Zambia đã bất ngờ bị đổ sập. Tai nạn xảy ra ở quận Mumwa vào sáng ngày hôm nay. Cảnh sát trưởng của quận hạt cho biết, trong quá trình khai thác thì đất đã đổ sập xuống người của các công nhân. Cảnh sát chia sẻ là lực lượng cứu nạn ban đầu đã cứu được 6 người ra khỏi đống đổ nát, nhưng sau đó một thợ mỏ đã tử vong ở bệnh viện vì vết thương quá nặng. Hiện nay, cảnh sát đang tích cực điều tra về nguyên nhân tai nạn, đồng thời nỗ lực để xác nhận ra số người chính xác đã có mặt trong hầm mỏ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Zambia là nơi có nhiều mỏ khai thác khoáng sản và đã chứng kiến khá nhiều tai nạn chết người trong những năm gần đây. Vào tháng 8 vừa qua, có 8 người đã thiệt mạng khi mà một mỏ khai thác sỏi ở phía đông của thủ đô Lusaka bị sập. Trung Quốc áp đặt biện pháp chống bán phá giá đối với rượu mạnh đến từ Âu Châu. Vào ngày 8 tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với rượu mạnh Brandy nhập cảng từ Liên minh Âu Châu. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, các nhà nhập cảng sẽ phải nộp một khoản bảo lãnh tương ứng cho thuế quan Trung Quốc khi nhập cảng các sản phẩm rượu mạnh có nguồn gốc từ EU. Số tiền này sẽ dựa trên các tính toán liên quan đến giá cả được hải quan chấp thuận cũng như thuế nhập cảng. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng rượu mạnh từ EU đang bị bán phá giá, gây ra mối đe dọa đáng kể cho ngành công nghiệp rượu mạnh của trong nước của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, Trung Quốc và EU là đối tác kinh tế lớn của nhau, nhưng đã bất đồng quan điểm trong những tháng gần đây về các khoản trợ cấp to lớn của Trung Quốc dành cho các ngành công nghiệp trong nước. Châu Âu lập luận sự hỗ trợ như thế này phá hoại nguyên tắc cạnh tranh tự do, góp phần giảm giá hàng xuất cảng của Trung Quốc, làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh ở Âu Châu. Trong khi đó, Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc, tố cáo EU bảo hộ thương mại.
Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về rượu mạnh của EU vài tháng sau khi khối này mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của Trung Quốc. Cũng ngày hôm nay, EU tuyên bố sẽ tìm cách phản đối biện pháp mới do Bắc Kinh công bố. Biện pháp này ảnh hưởng tới rượu mạnh nhập cảng từ EU, trong đó có các thương hiệu của Pháp như Hennessy và Rémy Martin. Trở lại với chương trình tin tức, thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Harris tiết lộ loại súng mà bà đang sở hữu. Trong chương trình 60 phút của đài CBS News được phát sóng vào ngày 8 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris tiết lộ, từ lâu bà sở hữu một khẩu súng ngắn hiệu Glock và đã sử dụng ở tại trường bắn. Bà Harris nói với người dẫn chương trình là Bill Whitaker của CBS News rằng, tôi đã có một khẩu Glock và sở hữu khẩu súng này từ lâu. Tôi cũng muốn nói rằng tôi từng làm việc ở trong lĩnh vực hành pháp. Ông Whitaker hỏi, bà đã từng nổ súng chưa? Thì bà cười lớn và trả lời, vâng, tất nhiên rồi. Bà nói thêm rằng bà từng sử dụng súng ở trường bắn. Phó Tổng thống Harris thường xuyên đề cập đến bạo lực súng đạn trong bối cảnh những vụ xả súng ngày càng xảy ra với tần suất thường xuyên hơn ở nước Mỹ trong vài năm gần đây. Bà luôn tham gia cùng với Tổng thống Biden trong các nỗ lực tìm cách giảm đi số người thiệt mạng vì bạo lực súng ống, đồng thời siết chặt hạn chế đối với một số loại súng băng đạn. Trên vai trò là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Harris kêu gọi Quốc hội hãy thông qua lệnh cấm vũ khí sát thương hàng loạt. Bà Harris đã không ít lần thừa nhận sở hữu súng và từng nói đùa trên chương trình của bà Oprah Winfrey rằng ai xâm nhập vào tư gia của bà bất hợp pháp thì đều sẽ bị bắn. Một nhà báo kỳ cựu tiết lộ ông Trump nhiều lần liên lạc với ông Putin sau khi rời nhiệm sở. Nhà báo điều tra kỳ cựu Bob Woodward, 81 tuổi, ngày 15 tháng 10, sẽ ra mắt cuốn sách có tựa đề là War. Một số hãng truyền thông như CNN, Washington Post, New York Times đã có trước bản sao cuốn sách, liệt kê những chi tiết liên quan đến mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin. Trong sách này, Woodward dẫn thông tin từ một trợ lý giấu tên của ông Trump cho biết cựu tổng thống đã liên lạc với ông Putin có thể là 7 lần sau khi rời nhiệm sở. Vào đầu năm, ông Trump từng yêu cầu trợ lý này ra khỏi phòng ở Mar-a-Lago, trong khi cựu tổng thống có cuộc gọi điện thoại riêng tư cho ông Putin. Vào thời đỉnh dịch COVID, Mỹ và Nga từng trao đổi nhiều loại thiết bị y tế như máy thở. Woodward viết rằng, vào năm 2020, Tổng thống Trump khi đó đã gửi cho Tổng thống Putin một số máy xét nghiệm nhanh COVID của Abbott để sử dụng cá nhân, và lãnh đạo Nga đề nghị giữ kín thông tin này. Phát ngôn viên của ông Trump là Stephen Chung cho biết, cựu Tổng thống hoàn toàn không cho phép Woodward tiếp cận mình để viết sách. Và Điện Kremlin chưa bình luận về các nội dung trong quyển sách này. Thưa quý vị, Bob Woodward là nhà báo từng làm việc lâu năm cho Washington Post. Ông đã cùng với phóng viên Carl Bernstein làm nên tên tuổi vào đầu những năm 1970 khi phanh phui bê bối ở Watergate khiến cho Richard Nixon phải từ chức tổng thống. Truyền thông nhận định cuốn sách của ông làm dấy lên câu hỏi mới về mối quan hệ giữa cựu tổng thống Trump và tổng thống Nga vào thời điểm chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quyết định việc ông Trump có quay trở lại Tòa Bạch Ốc hay không. Ông Elon Musk tuyên bố đặt cược vào ông Trump trong cuộc bầu cử này. Sau khi xuất hiện bên cạnh ông Trump trong cuộc họp ở thị trấn Butler, người giàu nhất thế giới là Elon Musk đã có cuộc trao đổi với người dẫn chương trình là Tucker Carlson, người từng làm việc cho đài Fox News. Reuters đã dẫn lời của chủ sở hữu Tesla nói rằng, nếu như ông Trump không chiến thắng tại cuộc bầu cử năm nay, đó sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của chúng ta. Elon Musk hiện nay có tổng tài sản hơn 258 tỷ Mỹ Kim, theo ước tính của tạp chí Forbes, cho rằng những người nhập cư bất hợp pháp được đưa đến một số tiểu bang, và sau khi được trao tư cách công dân Hoa Kỳ ở những tiểu bang này, họ sẽ ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Elon Musk phân tích hiện nay mức độ cách biệt ở các tiểu bang chiến địa đôi khi chỉ dao động trong khoảng 10.000 đến 20.000 phiếu. Vậy thì điều gì xảy ra nếu bạn đưa hàng trăm ngàn di dân đến mỗi tiểu bang chiến địa? Ông Elon Musk nói, tôi dự đoán rằng nếu Đảng Dân Chủ lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm nữa, họ sẽ hợp pháp hóa thêm nhiều di dân trái phép và đến vòng bầu cử kế tiếp sẽ chẳng còn tiểu bang chiến địa nữa. Đó là lý do Elon Musk cho biết đã đặt cược toàn bộ vào ứng viên Trump trong cuộc bầu cử năm nay. Cuối tuần trước, ông Elon Musk công bố kế hoạch hứa hẹn sẽ trả 47 Mỹ Kim cho bất kỳ người nào ghi danh đi bầu ở những tiểu bang như là Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona, Michigan và Wisconsin. Cảnh sát Connecticut đang điều tra một vụ án mạng thương tâm, trong đó một người đàn ông bị cáo buộc đã đánh đập dã man con trai riêng 6 tuổi của vợ bằng gậy bóng chày.
Vụ việc được các điều tra viên mô tả là một cuộc tấn công bạo lực gia đình tàn bạo. Nghi phạm Abdurrahim Suleiman, 38 tuổi, bị bắt giữ với các cáo buộc bao gồm giết người với tình tiết đặc biệt. Nạn nhân là bé trai Jayton Escobar, 6 tuổi, đã tử vong do các chấn thương nghiêm trọng trong vụ tấn công xảy ra vào ngày 25 tháng 9. Theo báo của Sở Cảnh sát Bridgeport, vụ tấn công diễn ra tại căn nhà của gia đình nạn nhân, một khu dân cư cách New Haven khoảng 20 dặm về phía Tây Nam và ở phía Bắc của Long Island. Cảnh sát cho biết cậu bé đã qua đời tại bệnh viện sau một tuần trong tình trạng nguy kịch. Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm có tiền án tiền sự, bao gồm các tội danh liên quan đến bạo lực. Các giới chức tiểu bang xác nhận với USA Today rằng Bộ Trẻ Em và Gia đình đã từng làm việc với các nạn nhân khoảng 2 tháng trước khi cậu bé qua đời. Hồ sơ của tòa án cấp cao Bridgeport cho thấy cảnh sát cũng đã phát lệnh bắt giữ Suleiman về tội vi phạm án treo liên quan đến một vụ hành hung vào tháng 10, 2021. Hồ sơ cho thấy vào tháng 9, 2022, Suleiman đã nhận tội hành hung nhân viên an toàn công cộng, gây nguy hiểm cho trẻ em và vi phạm lệnh bảo vệ, bị kết án 2 năm tù giam, 4 năm quản chế. Ủy viên Jody Hill-Lilly của Bộ Dịch vụ Trẻ Em và Gia đình Connecticut nói với USA Today rằng cơ quan này đang tiến hành một cuộc điều tra chung với Sở Cảnh sát Bridgeport sau khi nhận được thông báo về sự việc. Một giáo viên ở tiểu bang Wisconsin đang phải đối mặt với 10 cáo buộc trọng tội, bao gồm có tấn công tình dục trẻ em ở cấp độ 1. Sau khi đã bị cáo buộc là cô đã trao đổi đến hơn 33.000 tin nhắn khiêu dâm với một học sinh 11 tuổi. Madison Bergman, 23 tuổi, đã cúi đầu xấu hổ khi các tin nhắn này được đọc to ở tại phiên điều trần sơ bộ ở tòa án của quận Hà Sen Khoa. Luật sư của cô lập luận rằng các tin nhắn văn bản không đủ để hỗ trợ cho 5 cáo buộc về hành vi sai trái tình dục, nhưng thẩm phán đã không đồng ý. Cảnh sát cho biết cô Bergman và nạn nhân đã trao đổi một số lượng lớn tin nhắn vào đầu năm nay, với nội dung ngày càng trở nên dâm dục. Trong các tin nhắn, cô được cho là đã thảo luận về nhiều lần gặp gỡ với học sinh lớp 5 ở bên trong lớp học ở Hudson, kiểu tiểu bang Wisconsin, trong giờ ăn trưa hoặc là sau giờ học. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của nạn nhân nghe được con trai mình nói chuyện điện thoại với cô giáo. Phụ huynh đã kiểm tra điện thoại của cậu bé và phát hiện ra các tin nhắn. Cha của cậu bé đã đến trường Rivercrest Elementary School với những bản in của các cuộc trò chuyện. Cô giáo đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc. Tuy nhiên, đây là một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Thông tin có thể thay đổi khi vụ án đang được tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, thị trưởng Tampa báo động cơn bão Milton, nếu không di tản chỉ có chết. Thị trưởng Tampa, một thành phố nằm trong tâm bão Milton, đưa ra cảnh báo nghiêm trọng dành cho cư dân của Florida rằng nếu ai không chịu di tản thì sẽ chết oan mạng. Thị trưởng Jen Caster thẳng thắn nói trên CNN. Thời điểm sớm nhất mà cơn bão Milton đổ bộ vào Florida là thứ Tư, 9 tháng 10, do có thể còn gây ra chết chóc nhiều hơn cơn bão Helene từng càn quét một số khu vực ở Florida vào tuần trước. Thị trưởng nhấn mạnh rằng mất mạng là chuyện hiển nhiên, không còn là chuyện hên xui may rủi nếu cố gắng chống chọi với cơn bão. Bà hối thúc cư dân tại các khu vực cần phải di tản rằng đã tới lúc phải tháo chạy càng nhanh càng tốt. Bà nói, ngay bây giờ tôi có thể tuyên bố rằng chưa từng có cơn bão nào như cơn bão Milton. Helene chẳng qua chỉ là hồi chuông báo động. Đây mới thật sự là thảm kịch. Milton đang là cơn bão vùng vịnh mạnh thứ hai trong lịch sử từng được ghi nhận và các chuyên gia tin rằng cơn bão thậm chí còn mạnh hơn khi tiến gần tới Florida. Sức gió của cơn bão lên tới 180 dặm một giờ, dự kiến sẽ có mưa xối xả. Hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau trên đường trong đêm thứ hai, còn siêu thị trên khắp khu vực thì hết sạch hàng hóa vì người dân đổ xô đi mua sắm dự trữ cho thảm họa. Tranh cãi liên quan đến việc ban hành quy định kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Về việc thống đốc California ông Gavin Newsom phủ quyết dự luật về quản lý trí tuệ nhân tạo đã kéo theo cuộc tranh luận ở trên toàn nước Mỹ về cách quản lý hiệu quả công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Theo Thống đốc Newsom, ông đã phủ quyết dự luật 1047 của cơ quan lập pháp tiểu bang, còn được gọi là đạo luật đổi mới an toàn và bảo mật cho các mô hình AI tiên phong, do lo ngại là dự luật này cản trở đổi mới, sáng tạo, ảnh hưởng đến vị thế dẫn đầu của tiểu bang trong việc phát triển AI.
Ông cho biết dự luật không phân biệt mức độ rủi ro của hệ thống AI, tức không xem xét liệu hệ thống đó có được sử dụng trong những môi trường nguy hiểm, có tham gia vào quá trình ra quyết định quan trọng hay có giải quyết các dữ liệu nhạy cảm hay không. Thay vào đó, dự luật áp dụng các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, ngay cả với những chức năng cơ bản nhất của AI, nếu đó là do một hệ thống lớn với công nghệ phức tạp vận hành. Trong khi những người ủng hộ cho sự an toàn của AI thì bày tỏ sự thất vọng lớn trước quyết định này của Thống đốc Newsom, thì phần lớn ngành công nghệ lại hoan nghênh quyết định này, gọi đây là một sự ủng hộ đổi mới, sáng tạo. Cảm ơn quý vị đã trở lại với phần tin tức của Sài Gòn TV, và bây giờ là phần tin Á Châu. Iran có hơn 10 kịch bản ứng phó với cuộc tấn công của Israel. Quân đội Iran sẵn sàng ít nhất 10 kịch bản để đối phó với các cuộc tấn công từ Israel, theo thông tin từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran do hãng thông tấn Tasnim đưa tin. Điều này diễn ra sau khi Iran phóng loạt phi đạn vào Israel vào ngày 1 tháng 10, nhắm vào các căn cứ quân sự mà Tehran cho là để đáp trả lại việc Tel Aviv ám sát các thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah. Phía Israel cũng tuyên bố đã thực hiện đòn phản công. Nguồn tin từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, phản ứng của Iran trước các cuộc tấn công sẽ không nhất thiết phải tương tự với hành động của Israel, nhưng có thể mạnh mẽ hơn và nhằm vào các mục tiêu khác nhau để tối đa hóa hiệu quả. Do diện tích lãnh thổ của Israel nhỏ hơn Iran, với hạ tầng cơ sở nhạy cảm hơn, Iran tin rằng các đòn đáp trả có thể gây thiệt hại lớn hơn cho Israel. Iran cũng cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ cho Israel trong chiến dịch tấn công sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Tehran và phải chịu hậu quả. Lời cảnh báo này được cho là nhắm vào Mỹ, quốc gia đang hợp tác với chính phủ Israel trong việc chuẩn bị cho các đợt phản công. Và tuần trước, Iran đã gửi thông điệp qua Qatar cho Washington, nhấn mạnh rằng Tehran đã kiềm chế tối đa, nhưng hiện tại tình hình đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Phó thủ lĩnh của Hezbollah ra tuyên bố mới sau 2 tuần thủ lĩnh bị thiệt mạng. Hôm nay, phó thủ lĩnh của Hezbollah là Naim Qassem khẳng định rằng lực lượng này ủng hộ cho các nỗ lực chính trị mà Chủ tịch Quốc hội là Nabil Berri đang dẫn dắt để hướng dẫn ngừng bắn và sau đó sẽ tiếp tục giải quyết các chi tiết khác thông qua ngoại giao. Xung đột giữa Israel và Hezbollah kéo dài gần một năm khi Israel tăng cường chiến dịch ném bom vào ngày 23 tháng 9. Đến nay có hơn 1.100 người đã chết và hơn 1 triệu người phải di rời. Ngày 27 tháng 9, thủ lĩnh của Hezbollah là Hassan Nasrallah đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở ngoại ô Beirut. Trong nhiều ngày qua, thủ tướng của Lebanon là Najib Mittaki và chủ tịch Berri đã cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Phó thủ lĩnh Qassem nhấn mạnh rằng, dù chịu sự tấn công dữ dội từ Israel, nhưng Hezbollah vẫn duy trì được năng lực quân sự và khả năng lãnh đạo. Theo AFP, Qassem nói rằng cuộc bầu cử tổng thư ký mới của Hezbollah sẽ được tổ chức theo như quy định và kết quả sẽ được công bố sau đó, nhưng không đưa ra được cột mốc cho thời gian rõ ràng. Kể từ khi xung đột ở dải Gaza bắt đầu cách đây một năm, Israel và Hezbollah đã xảy ra những cuộc đấu hỏa lực xuyên biên giới gần như là mỗi ngày. Hezbollah cho rằng họ đang hành động để thể hiện sự đoàn kết với đồng minh Hamas ở trên lãnh thổ Palestine. Trong khi đó, Thủ tướng Do Thái và các giới chức Do Thái khác nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm an ninh cho miền Bắc gần biên giới với Lebanon, để cho những người dân phải rời bỏ quê hương có thể trở về nhà. Tuy nhiên, ông Qassem cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Mỹ cảnh báo Israel không cắt đường di tản tại Lebanon. Mới đây, Mỹ cảnh báo Israel không nên tấn công sân bay quốc tế Beirut và các tuyến đường dẫn đến đó khi quân đội Israel tiếp tục các cuộc oanh tạc dữ dội tại khu vực phía nam của thủ đô Lebanon. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang leo thang. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là Matthew Miller nhấn mạnh việc giữ cho sân bay và các tuyến đường tiếp cận mở là rất quan trọng để bảo đảm công dân Mỹ và người nước ngoài có thể rời khỏi Lebanon trong an toàn. Theo nguồn tin an ninh, không quân Israel đã tấn công khu vực ngoại ô phía nam của Beirut gần sân bay quốc tế. Tuần qua, Mỹ đã tổ chức nhiều chuyến bay hàng ngày để di tản khoảng 900 công dân và gia đình khỏi Lebanon. Tuy nhiên, vẫn chưa có chuyến bay nào kín chỗ. Mỹ từ chối bình luận về tính hợp tác của các cuộc tấn công này, nhưng khẳng định hy vọng Israel sẽ nhắm mục tiêu vào Hezbollah theo cách tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và giảm thiểu thương vong cho dân thường. Mặc dù ủng hộ chiến sự của Israel,
Washington bày tỏ lo ngại về khả năng cuộc xung đột kéo dài và mở rộng. Trong cùng ngày, khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hơn 120 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy, kiểm soát và bắn phá của lực lượng này. Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực ngày càng gia tăng. Đảo quốc Thái Bình Dương phê phán về vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc. Đảo quốc Kiribati vừa đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với Trung Quốc về cuộc phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa, theo Reuters đưa tin ngày hôm nay. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa hiếm hoi và phi đạn đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Bắc Kinh nói rằng cuộc phóng phi đạn đó là để nhằm thử nghiệm vũ khí và huấn luyện. Trong khi đó, theo Reuters, văn phòng của Tổng thống Kiribati thì khẳng định trong một tuyên bố ở trên mạng xã hội rằng Kiribati không nhận được thông báo từ phía Trung Quốc liên quan đến cuộc phóng phi đạn đạn đạo nói trên. Cũng theo tuyên bố đó, Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng không cần phải báo động với Kiribati bởi vì cuộc thử nghiệm không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào ở Thái Bình Dương. Kiribati còn nhấn mạnh về việc không hoan nghênh những hành động này của Trung Quốc, đồng thời chỉ trích những quốc gia khác về các cuộc thử vũ khí trong quá khứ. Theo Kiribati, biển cả ở Thái Bình Dương không phải là những vùng đại dương biệt lập, mà là một phần của lục địa Thái Bình Dương xanh và là một phần của Kiribati. Do đó, đảo quốc này kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan đến thử nghiệm vũ khí thì hãy dừng những hành động này để duy trì hòa bình và ổn định của thế giới. Hiện nay vẫn chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc đối với tuyên bố này của Kiribati. Quốc đảo đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh trong những năm gần đây, trong đó có cả việc tiếp đón cảnh sát Trung Quốc. Còn về phía Trung Quốc thì họ đã trở thành đối tác phát triển lớn của Kiribati kể từ khi quốc đảo này cắt đứt quan hệ với Đài Loan vào năm 2019. Sang qua Nam Hàn sẽ chi 75 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ nông dân nuôi chó và các cơ sở kinh doanh sau khi lệnh cấm tiêu thụ thịt chó có hiệu lực vào năm 2027. Kế hoạch này nhằm giúp cho nông dân chuyển đổi hoạt động, chấm dứt truyền thống gây tranh cãi kéo dài hàng thế kỷ. Bộ Nông nghiệp Nam Hàn thông báo sẽ tìm nhà mới cho gần nửa triệu con chó được nuôi lấy thịt. Nông dân có thể nhận trợ cấp lên đến 452 Mỹ Kim cho mỗi con chó giao nộp. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ những người kinh doanh thịt chó chuyển đổi ngành nghề. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp ông Park Pyeong-su cho biết, chính phủ dự kiến chi khoảng 74,2 triệu Mỹ Kim để đền bù cho nông dân, nhà hàng và các cơ sở giết mổ. Ông khẳng định, mục tiêu không phải là tiêu hủy số chó còn lại, mà là tìm giải pháp nuôi dưỡng chúng trong các trại chó hoặc cho nhận nuôi. Mặc dù từng được coi là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, việc tiêu thụ thịt chó ở Nam Hàn đang giảm dần khi ngày càng nhiều người xem chó như là thú cưng. Hiện có khoảng 1.500 trang trại nuôi chó và 200 lò giết mổ trên cả nước, với khoảng 2.300 nhà hàng vẫn còn phục vụ món ăn này. Sang Kung Lee, giám đốc của tổ chức Human Society International, hoan nghênh lệnh cấm nhưng cảnh báo về khó khăn trong việc chăm sóc số lượng chó lớn như vậy. Trong khi đó, đại diện ngành công nghiệp thịt chó Chu Yongbon cho rằng trợ cấp của chính phủ không đủ và yêu cầu kế hoạch hỗ trợ tốt hơn cho những người bị ảnh hưởng. Máy bay của hãng hàng không Úc là Qantas đã phải quay đầu lại bởi vì mùi lạ và tiếp viên phải nhập viện. Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Qantas đã phải buộc quay trở lại sân bay Sydney chỉ có một giờ sau khi cất cánh, do phát hiện ra mùi bất thường ở trong cabin. Chuyến bay khởi hành từ Sydney King's Fork Smith dự kiến đến sân bay quốc tế Wellington của New Zealand. Phát ngôn viên của Qantas xác nhận sự việc này và cho biết rằng phi hành đoàn đã báo cáo về mùi lạ ở trong cabin và máy bay đã phải hạ cánh an toàn ở Sydney. Mặc dù sự việc không được sắp xếp vào diện là hạ cánh khẩn cấp, nhưng phi công đã tuyên bố hạ cánh ưu tiên theo quy trình tiêu chuẩn của hãng này cùng với đội cứu hỏa hàng không sẵn sàng hỗ trợ khi máy bay hạ cánh. Qantas thông báo là không có hành khách hay phi công nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một tiếp viên đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế như là một biện pháp phòng ngừa. Hành khách được cung cấp chỗ ở và hỗ trợ chuyển sang chuyến bay khác. Sau khi kiểm tra kỹ thuật, Qantas xác định mùi bất thường là do một sản phẩm được sử dụng ở trong quá trình sửa chữa khu vực phòng trưng bày. Máy bay đã quay trở lại hoạt động bình thường sau khi được đánh giá kỹ thuật. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc sắp thăm chính thức Việt Nam. Ngày 8 tháng 10, theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 10, 2024. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Lý Cường đến Việt Nam trên cương vị này.
Lần gần nhất một thủ tướng Trung Quốc đến thăm chính thức Việt Nam là vào tháng 10 2013 khi ông Lý Khắc Cường đến Việt Nam. Chuyến thăm của thủ tướng Trung Quốc đến Việt Nam diễn ra sau khi Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ 18 đến 20 tháng 8. Theo truyền thông nhà nước, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay, đã có những bước tiến trên nhiều lĩnh vực. Sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 2022 và chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam lần thứ 3 của ông Tập Cận Bình vào tháng 12 2023, hai bên đã tiếp tục làm nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Tập đoàn Trump hợp tác để phát triển dự án Sun Gulf trị giá 1.5 tỷ Mỹ Kim ở Hưng Yên. Hôm nay, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc xác nhận là Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên, vốn là một thành viên của tổng công ty này, đã hợp tác với tập đoàn The Trump Organization để phát triển dự án Sun Gulf và khách sạn trị giá 1.5 tỷ Mỹ Kim ở Hưng Yên. Dự án này bao gồm hệ thống Sun Gulf 54 lỗ cùng với những khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu dân cư hiện đại. Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được ký kết vào cuối tháng 9 nhân chuyến công tác của lãnh đạo Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Trước đó vào giữa tháng 9, đại diện của Trump Organization đã có chuyến thăm và làm việc với chính quyền Hưng Yên để thảo luận về cơ hội đầu tư. Ông Trần Quốc Văn là chủ tịch của tỉnh Hưng Yên, cam kết sẽ tạo ra mọi điều kiện thuận lợi để cho thủ tục hành chính và hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài. The Trump Organization là tập đoàn nổi tiếng với những dự án bất động sản, đặc biệt là sân golf và khách sạn, đã chọn Hưng Yên là quê hương của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm để làm điểm đến cho dự án lớn này. Theo thống kê của Hiệp hội Golf Việt Nam, hiện nay Việt Nam có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf. Do đó, dự án kỳ vọng là sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh Hưng Yên. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ra quyết định kỷ luật cảnh báo ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, do các sai phạm liên quan đến các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Thuận An Group. Trước đó, vào tháng 8, ông Dương cùng nhiều giới chức tỉnh Bắc Giang đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật vì các vi phạm trong lãnh đạo quản lý của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ban này bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng quản lý, dẫn đến nhiều sai phạm tại các dự án do Thuận An Group thực hiện trên địa bàn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng nhiều giới chức, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Họ vi phạm luật phòng chống tham nhũng và các quy định của đảng, gây nguy cơ thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, làm giảm uy tín của chính quyền. Đây là lần thứ hai ông Lê Ánh Dương bị kỷ luật trong nhiệm kỳ này. Trước đó, vào đầu năm 2023, ông cũng bị khiển trách vì các vi phạm liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, gây nguy cơ thất thoát ngân sách. Ngoài ra, vào ngày 1 tháng 5, ông Dương Văn Thái, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, đã bị bắt giữ và khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu, nhận hối lộ liên quan đến Thuận An Group. 134 doanh nghiệp nhà nước bị thua lỗ hơn 4.6 tỷ Mỹ Kim trong năm ngoái. Theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi đến Quốc hội về tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của năm ngoái, thì có đến 134 trong tổng số 671 doanh nghiệp nhà nước, bao gồm có 473 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và 198 doanh nghiệp có trên 50% vốn nhà nước, đã bị thua lỗ lũy kế tổng cộng là hơn 4.6 tỷ Mỹ Kim, tính cho đến cuối năm ngoái. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là EVN ghi nhận khoản lỗ hơn 1 tỷ Mỹ Kim, tăng 29% so với một năm trước đó. Nguyên nhân được cho là do chi phí sản xuất tăng, trong khi giá bán lẻ điện thì vẫn chưa đủ để bù đắp. Ở trong lĩnh vực vận tải, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tức là Vietnam Airlines, là đơn vị thua lỗ nặng nhất với khoản lỗ là 356 triệu Mỹ Kim trong 2 năm, từ 2022 đến 2023, dẫn đến vốn chủ sở hữu âm là 337 triệu Mỹ Kim. Tương tự, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng ghi nhận khoản lỗ lũy kế là hơn 83.7 triệu Mỹ Kim. Ngành xi măng cũng gặp khó khăn khi Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị thua lỗ 43.3 triệu Mỹ Kim do sản lượng và giá bán suy giảm. Chính phủ nhận định nguyên nhân thua lỗ chủ yếu là do khó khăn trong việc đầu tư ra nước ngoài, một số dự án không thành công và chính sách quản lý vẫn còn bất cập. Mặc dù doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được hiệu quả tương xứng với nguồn lực,
Chính phủ vẫn cam kết là sẽ có phương án để giải quyết các dự án thua lỗ để nhằm giảm thiểu tổn thất cho nhà nước và xã hội. Cháy nhà xưởng thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, hàng ngàn công nhân tạm nghỉ việc. Vào ngày 8 tháng 10, ông Phạm Văn Trim, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh, chủ đầu tư cụm công nghiệp Tiểu thủ Công nghiệp An Ngãi đóng tại huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết ước tính ban đầu vụ cháy nhà xưởng công ty Trang Chun Vina vốn của Nam Hàn thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống nhà xưởng của cụm công nghiệp Tiểu thủ Công nghiệp An Ngãi hơn 30 tỷ đồng. Hàng hóa của công ty Trang Chun Vina để trong nhà xưởng gần 50 tỷ đồng. Hệ thống điện mặt trời áp mái trên nhà xưởng gần 20 tỷ đồng. Tất cả các hạng mục nói trên đều được mua bảo hiểm. Ngoài ra, hiện khoảng 2.000 công nhân của công ty cũng phải chịu nghỉ việc vì vụ cháy này. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 10, vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng số 3 của công ty. Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 8.000 m2 thuộc khu vực nhà xưởng số 3, với rất dễ cháy là vải và da. Sau gần 3 giờ chữa cháy, các lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về con người. Cảm ơn quý vị đã trở lại với phần tin tức của Sài Gòn TV và bây giờ là phần tin địa phương. Cảnh sát của Glendale thu giữ 120.000 Mỹ Kim từ cặp nam nữ sử dụng ma túy trong xe. Cảnh sát Glendale đã thu giữ hơn 120.000 Mỹ Kim tiền mặt từ hai người bị phát hiện đang sử dụng ma túy trong một chiếc xe. Vào tối ngày 6 tháng 10, cảnh sát của Glendale đã được điều động đến khu vực 600 đường West Broadway sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông và một phụ nữ đang sử dụng ma túy. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện cặp nam nữ này đang hút ma túy ngay trước mặt họ. Sau khi khám xét chiếc xe, cảnh sát đã tìm thấy 120.000 Mỹ Kim tiền mặt, dụng cụ trộm cắp ma túy, thiết bị điện tử bị đánh cắp và bằng chứng về hành vi trộm cắp. Cả hai nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa đến nhà tù. Hiện chưa có thông tin thêm về danh tính của hai nghi phạm này và vụ việc vẫn đang được điều tra. 12 nhà thầu ở Nam California bị bắt bởi vì xây dựng không có giấy phép. Một chiến dịch bí mật kéo dài 2 ngày ở quận Riverside vừa triệu tập 12 nhà thầu xây dựng không có giấy phép, phải đối diện với mức phạt nặng và khả năng sẽ phải ngồi tù. Các nhà thầu này đã bị yêu cầu nộp hồ sơ dự thầu cho nhiều dự án xây dựng, bao gồm cảnh quan đô thị và sân tường, theo đài KTLA cho biết. Theo luật California, nhà thầu không có giấy phép, không được phép tham gia đấu thầu hoặc là làm việc cho bất kỳ dự án nào, có chi phí lên đến là 500 Mỹ Kim, bao gồm có cả vật liệu và nhân công. Trong số 12 nhà thầu, thì mức phí dự thầu ước tính dao động từ 2.300 cho đến 32.000 Mỹ Kim. Tất cả 12 nhà thầu sẽ phải ra hầu tòa vì vi phạm các quy định về hợp đồng. Hình phạt cho những vi phạm này có thể lên đến 15.000 Mỹ Kim tiền phạt và tối đa là 6 tháng tù. Những người tái phạm sẽ phải chịu án tù bắt buộc là 90 ngày cùng với mức phạt là 5.000 Mỹ Kim hoặc là 20% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, 6 trong số các nhà thầu này cũng bị cáo buộc yêu cầu thanh toán trước vượt quá giới hạn pháp lý, đó là 1.000 Mỹ Kim hoặc là 10% tổng giá trị hợp đồng. Họ có thể bị phạt là 5.000 Mỹ Kim và có thêm thời gian ngồi tù. Chiến dịch truy quét diễn ra ở tại Menifee vào ngày 24 đến 25 tháng 9 với sự hỗ trợ từ Văn phòng Biện lý quận Riverside và Hội đồng cấp phép California. Giới chức cho biết là vụ án này sẽ được đơn vị chống gian lận người tiêu dùng truy tố. Mọi thông tin liên quan đến hoạt động xây dựng không có giấy phép có thể được báo cáo đến Hội đồng cấp phép nhà thầu tiểu bang qua hotline 1-800-321-2752. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Hai người phụ nữ California bị buộc phải rời khỏi chuyến bay của Spirit Airlines vì ăn mặc hở hang. Hai người phụ nữ là Tara Kahidi và Teresa Arroyo đến từ miền nam của California vừa bị buộc phải rời khỏi chuyến bay của Spirit Airlines từ Los Angeles đến New Orleans vì đã mặc áo hở bụng. Theo báo cáo từ đài KABC, cả hai ban đầu có mặc áo khoác khi lên máy bay, nhưng sau khi phát hiện máy bay không có điều hòa, họ đã cởi áo khoác để lộ áo hở bụng. Một tiếp viên nam sau đó đến tiếp cận và yêu cầu họ mặc lại áo khoác. Khi cả hai hỏi về quy định trang phục của hãng, thì họ đã không nhận được câu trả lời. Theo hợp đồng vận chuyển của Spirit Airlines, hành khách có thể bị từ chối lên máy bay nếu như trang phục của họ không đầy đủ, khiêu dâm hoặc xúc phạm, nhưng không có quy định rõ ràng về việc cấm mặc áo hở bụng. Sự việc khiến cho hai người cảm thấy xấu hổ vì bị đối xử như tội phạm trước ánh mắt của các hành khách khác. Sau khi bị buộc rời khỏi chuyến bay, họ phải chi 1.000 Mỹ Kim cho vé của hãng Delta
để kịp đến New Orleans tham dự sinh nhật lần thứ 30 của Arojo. Spirit Airlines cho biết đang điều tra về sự việc và liên lạc với hai hành khách để giải quyết. Và thưa quý vị, đó là phần tin tức của Sài Gòn TV trong buổi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Xin trân trọng kính chào.